Chị xin miếng. Chị có đây, đó cho bà ăn đi. Nhưng mà cái của em ngon hơn. Nhiều nhiều. Các bạn ơi, hôm nay đừng có lo luôn nhiều. Đấy. Ăn chị cũng ăn luôn. Ăn không? Ngon quá. Sushi. Ôi, em ăn bánh gì ấy? Ngon thế. Bánh gì, bánh gì ấy? Chị xin miếng. Chị có đây, đó cho bà ăn đi. Nhưng mà cái của em ngon hơn. Đi, chị xin miếng. Chị thưa bác của chị, bà ăn đi. Em có một gói nữa, em cho chị. Thật nhá. Thôi là gói không cho thì mình bóc của mình ra ăn được. Nhưng mà biết thế rồi hả? Thật thật á? Mà chị vẫn thích ăn của sơ hơn. Gói này để mình khác à? Em cho chị thật á? Rồi, chị sẽ bóc thử xem sao. Ngon không? Ngon gì? Ngon thật đấy. Nào, nóng quá. Em ăn của em. Nào, đi chị đút cho. Ăn thật toàn. Răng hẳn bao nhiêu? Cho miếng to thế. Này, bà kia có hồ. Chị em mình ra giả thả cho cá trong cá có ăn luôn đi. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.